Xin chào các anh em thân thiết của kênh Minh Phụng Music. Hôm nay lại cùng đội ngũ đến với buổi giao đàn Kidman K650. Cái đàn hiện được rất nhiều khách hàng tìm hiểu khi đến với Minh Phụng Music. Trước khi xem video, anh em hãy đăng ký kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Trong tập lần này đi ngắm đường phố đến nhà khách tại quận 2 với tụi mình thôi. Bây giờ team đang hướng tới cầu Sài Gòn, khởi hành từ Điện Biên Phủ qua xa lộ Hà Nội. Trên cầu phía hai bên đều là những làn xe rộng, bên trái là Landmark 81, bên phải là tuyến Metro đang được xây dựng với thời tiết mát mẻ, thích hợp để dạo phố. Gần đến nhà khách rồi, nhà của anh nằm trong khu đô thị An Khánh, An Phú, quận 2. Xe đã đến, cùng tài xế và nhân viên lấy đàn xuống thôi. Dù trời nắng gắt nhưng nhiệt huyết của team không hề giảm. Các bạn vẫn cùng anh tài xế từ từ mang kiện đàn và quà tặng xuống xe cẩn thận. Cái đàn gần 60kg nhưng nhờ thiết kế thùng gọn gàng và chắc chắn nên rinh xuống xe vô cùng thuận tiện. Được sự hướng dẫn nhiệt tình của anh, nhân viên nhanh chóng đem đàn lên nhà. Thật bất ngờ các bạn ạ, Kidman K650 hôm nay không phải anh mua chơi mà chính là dành cho công chúa nhỏ rất mê chơi đàn và nhất là piano của anh, mong muốn dành cho con những thứ tốt đẹp nhất cũng như tìm được môn giải trí phù hợp với độ tuổi của bé, nên anh đã không hề đắn đo liên hệ ngay đến Minh Phụng Music để đội ngũ có mặt đem video đầy thú vị này gửi đến mọi người. Trước khi lắp K650 cùng mình khui thùng nhé. Trong thùng sẽ gồm chân đàn, pedal, sách hướng dẫn, thân đàn, ốp lắp đàn và nguồn quà tặng hấp dẫn sẽ là ghế piano cao cấp, jack phone và dây MIDI để khách hàng ở xa có thể dễ dàng lắp đàn. Hãy theo dõi các bước cơ bản cùng mình nhé. Hai chân đàn sẽ được cố định vào pedal, gắn tấm chắn sâu vào phía sau đàn cho thân đàn cố định với đàn. Kidman K650 có thể trở thành người bạn thân cùng bé trên con đường âm nhạc. Hãy cùng khám phá nhé. Đầu tiên chính là kiểu dáng hiện đại cùng màn hình OLED ánh sáng xanh dịu mắt, bàn phím 88 phím 3 cấp độ cảm ứng lực nhấn. Đàn được trang bị 600 tiếng, 256 polyphony, 50 điệu, 45 tiếng demo và hai bài piano cài sẵn. Cổng USB giúp bạn kết nối với máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng dễ dàng, hỗ trợ truyền dữ liệu MIDI và dữ liệu âm thanh kỹ thuật số. Theo năm định dạng, SMF K650 còn sở hữu nhiều chức năng vượt trội như metronome đếm nhịp, slip mode chia bàn phím, Trinova trộn tiếng, Jazzbo tăng giảm tông. Chế độ bảo hành của đàn vô cùng hấp dẫn với bảo hành 24 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí, trả góp với lãi suất 0%. Đàn đã lắp xong đem vào phòng cho bé thôi. Bước vào phòng tràn ngập đồ chơi của các nhân vật hoạt hình dễ thương và góc học tập đầy ngăn nắp. Đến lúc anh chị và bé bóc siêu đàn rồi, đem đến khách hàng sự chuyên nghiệp từ đội ngũ nhân viên, sản phẩm chất lượng hoàn hảo nhất. Minh Phụng Music còn mang lại cho khách hàng sự gọn gàng và chỉnh chu đến công đoạn cuối cùng. Bây giờ hãy cùng mình ngắm nhìn vẻ đẹp của cây đàn này nhé. Và đây là khoảnh khắc của team Minh Phụng tụi mình với bé gái dễ thương. Lên đường về thôi anh em ơi. Cảm ơn mọi người đã xem video lần này. Hãy nhớ like, share, subscribe để ủng hộ và đón chờ những clip sắp tới nhé. Hoặc nếu quan tâm cũng như muốn trải nghiệm trực tiếp mẫu đàn này, các bạn có thể ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.